Đó, anh em để ý giùm á, 58,9 triệu. Để về đẹp son biển. Dạ. Hôm nay đi chạy 20.000 cây. À, 20. 24.000. 24.000. Đó, đẹp son. Rồi, thì mình vừa lướt qua cho quý anh chị và các bạn á, những dòng mới về với lại những câu hỏi mà anh em hay hỏi là những cái dòng nào á, mọi người cứ hỏi thì mọi người cứ comment bên dưới á, mình sẽ quay update lại cho anh em nha. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật lô xe mới về, với lại là mình cập nhật lại những con mà anh chị và các bạn đã hỏi ở video trước, ví dụ như R15V2, CBR Thái này, RBX Demon, rồi Z1000. Đó là những câu hỏi mà mình thấy, những cái dòng mà anh em hỏi thì anh em cứ comment bên dưới, thì hôm nay mình sẽ cập nhật. Ngày nào mình cũng cập nhật. Anh em mình cần dòng gì thì mọi người cứ comment lên đó, mình sẽ cập nhật lại cho anh em ha. Với lại TBX nữa thì mình sẽ cập nhật quay kỹ hơn cho anh em. Đó, thì đó là những con mới về nhưng mà chưa báo giá được các bạn. Tại vì giờ còn đang rửa, chưa có anh Thắng thì cũng với anh Phong cũng chưa biết như thế nào. Đó, có về này, mình nói sơ qua là có về GSX nè, rồi AB125 nè, rồi lại S150 mới về. Rồi lại bên kia nữa này, có Sachia nè, rồi CB nữa nè mọi người. CB150R được về thêm con nữa. Đó, thì quý anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ tới địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là mô tô là 092770 và 48, hoặc 0976741725 nha mọi người. Thì anh chị và các bạn nào mình mua thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại đó, và đây cũng có trả góp, chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe nha mọi người. Thì anh em mình cứ mua bình thường đến liên hệ mà mua ha. Ở đây thì quá uy tín rồi, khỏi cần phải nói. Thì ok, thì anh em có hỏi về GSX Bandit thì em sẽ quay Bandit luôn. Đó là những cái comment mà hôm trước trên video mình vừa up hôm qua, thì anh em comment thì mình lại cập nhật liền cho anh em. Rồi, thì con đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em là con Bandit nha mọi người. Đó, GSX Bandit. Đó, thì hiện tại còn hai con. Đó, mình sẽ quay kỹ á, con này đi 12.000 nha. Phải bốp con được kìa, 12.000. Đó, mình đi. Đó là câu hỏi cũng của anh em á. Anh em nào mình muốn mua dòng nào mình hỏi thì mình sẽ quay cho. Các bạn comment dưới video á. Con này thì giá là biển số 67 này, 2019, giá là 46,9 triệu nha mọi người. 46,9 triệu là mình có xe. Đó, biển số 67 này. Ok anh em chưa? Đó là một cái con mà anh em hỏi á, GSX Bandit. Rồi, tiếp theo là cái con CBR mới về nè mọi người. Đó, CBR phiên bản đẹp son hàng mới về. Con là đi 2024.000. Ray Raximboy. Raximboy lên tay thắng Raximboy nha mọi người. Đó, phiên bản rẹp son. Không biết là biển số ở đâu mình cũng chưa xem được nữa. Con này mình nhớ không biết là giá bao nhiêu, nhưng mà thường thường khoảng này thì mình nghĩ là tầm 60,9 triệu nha. Còn chưa biết chính xác hay không nha mọi người. Có gì anh em mình muốn mua thì mình liên hệ liền á. Hàng này mới về, khá đẹp đẹp, mình quay cho mọi người á. Đó, một câu hỏi tiếp theo là anh em hỏi về Z1000. Đó, anh em có hỏi về Z1000 thì hôm nay mình quay Z1000 cho mọi người nha. Thì trước mặt quý anh chị và các bạn là một con Z1000, con này đời 2011 nha mọi người. Z1000 đời 2011. Auto chuẩn con này là 20.000. 20.000 nha quý chị và các bạn. Nó lây con này thì đồ chơi rất là nhiều, đồ chơi mênh mang luôn. Trong đổ nói chung là bảo vệ hết. Hai cái lon bô này là, cái này là 14 triệu một lon này mọi người, hai bô là 28 triệu. Con này vô đồ chơi tầm 40 triệu.
Đó. Thì con này đang bán với giá là 249 triệu mà hiện tại đang giảm 9 triệu nha mọi người. Giảm 9 triệu con này thì giá con này còn lại là 240. Đó là một con Z1000 cho anh chị và các bạn ha. Quay cũng đã kỹ rồi đó. Mọi người cứ mua thì mình tới mình xem nha. Mình liên hệ qua số điện thoại là 092770 và tôi 8 ha. Hoặc 0976741725. Rồi, con Z1000 thứ hai cho quý anh chị và các bạn luôn. Con Z1000 này á, con này thì đời 2011, Euro chuẩn nó là như 30, nghĩa là 30.000 ạ, 31.000 nữa. Đúng rồi, 31.400. Đó, 31.400 cho con này nha mọi người. Con này thì đời 2011, biển số 62, giá là 163 triệu. Đó. Con này là 163 triệu á, Z1000 này nha mọi người. Đó, anh em nào mình yêu mến, mình thích dòng nào thì mình cứ tới mình liên hệ mình mua thôi. Đó, câu hỏi của quý anh chị và các bạn ha. Z1000. Rồi, ngoài ra thì câu hỏi tiếp theo là CBR250. Ok, mình sẽ quay 250. Đây là hiện tại CBR250 còn một con nha mọi người. Xe 2019 không lỗi lầm gì luôn. ABS, đi bộ độ nha mọi người. Con này thì hồ sơ cầm tay rồi. Anh chị và các bạn mua con này thì ra tên nhanh chóng luôn. Để mình coi thử con này đi bao nhiêu ngàn. Con này đi 15.000 nha mọi người. Auto 15.000. 15.000 về con này. Đó. Giá con này là 123 triệu. Anh chị và các bạn trả góp á thì như con này đúng không? Hộ ngân hàng hỗ trợ có 50 triệu thôi. Thì quý anh chị và các bạn lấy 123 triệu trừ 10 triệu ra thì phần còn lại là các bạn trả hết nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo là anh em có hỏi về con R3. Đây, R3 thì cũng còn một con cho quý anh chị và các bạn ha. R3 biển số 82. Đó, biển số 82 nha mọi người. Con này đời 2018 là 87 triệu cho quý anh chị và các bạn ha. 87 triệu nha. Auto chuẩn nó đi bao nhiêu ngàn ha, mình quay luôn ha. Tại vì những câu hỏi như này thì mình sẽ quay kỹ cho anh em. Con này đi 16.000. 16.000 nha mọi người. 16.000. Rồi. Cái câu hỏi tiếp theo của quý anh chị và các bạn là xe dòng TFX. TFX thì hôm nay thì mới về một con màu đỏ nữa. Mà mình chưa biết con màu đỏ thì giá nhiêu. Mới về thì chưa cập nhật được, nhưng mà con này là 43 triệu 9 nè. Đó, vẫn còn cho anh em á. Con này đi 11.000, đời 2018. Đó, 43 triệu 9. Anh em hỏi về với lại còn một con màu đỏ để mình quay con màu đỏ ha. Con màu đỏ nó mới về thì chưa biết giá bao nhiêu, nhưng mình quay lướt cho anh em trước đi đó. Rồi. Con màu đỏ này, biển số 67 nha mọi người. Hàng mới về. Nó đi BMW. Nó đi BMW nha mọi người. Đó là TFX hàng mới về. Thì anh em có thể mình gọi điện qua số điện thoại là 0976741725 hoặc 092770 và tôi quý 8 ha. Con này mới về thì chưa cập nhật giá nha các bạn. Ngoài ra thì nó về thêm một cặp Honda gì đó. Con này là CB150, một cặp Honda CB150 cũng chưa update giá luôn mọi người. Rồi, biển số 59 nè. Rồi, với con bên này nè. Giá thì chưa biết bao nhiêu. Thì có gì mình quay lướt cho anh em, có gì mọi người alo nha. Hôm sau mình sẽ cập nhật, khi nào có giá mình sẽ cập nhật lại nha. Rồi, câu hỏi của mọi người tiếp là cái dòng Benelli. Benelli từ từ mình quay nha. Anh em hỏi về dòng GTX này. GTX thì phân khúc này thì con này biển số 73. Con này hiện tại là 40 triệu nha mọi người. 40 triệu. Con này là Blue GTX. Đó. Hiện tại số 73 anh em có hỏi về nhiều. GTX. Thì GTX hiện tại còn 47 triệu. 3 con. Con bên này là 2018 là 41 triệu 9 này. Auto đi quý chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương. Auto số đi 20.000. 072 770 và 8. 20.000 nha mọi người.
Đó, còn ngoài ra thì lô xe mới về tới 20.000 côn nha mọi người, tay ga chứ. Đó, biển số 68. Vào bên trong một tí thì R15V2 cũng còn. Rồi, RXF thì còn một con. Các bạn không hỏi thì mình sẽ không quay trong hôm nay. Anh chị và các bạn nào mình hỏi con này mình nhớ là hình như là 43. Các bạn cứ comment mạnh ở dưới video, thường giá luôn. Mình sẽ quay chi tiết cho anh em. Hàng này cũng hàng mới về. Thường là tôi trả lời những câu hỏi nha. Trong cái lô đó thì anh em có hỏi về con dòng R15V2. Tới số 5 đường Lý Thực Kiệt, Giang Bình Dương, số điện thoại. Đó. 15V2 nha, bữa nay còn 1, 2, 3, 4, 5 còn 6 chiếc R15V2. Đầu tiên con tem sơn cho quý anh chị và các bạn ha. Đó. Đó, tem sơn. Còn rất là nhiều. Con này hồ sơ cầm tay luôn, đời 2015. Okay, xin chào mọi người, gặp lại quý anh chị. Bán là 45.000. Tiếp theo nha. 45.900. Audio con này là coi. Đó, Audio là mình thấy là hiện thị là 5.123 coi nha mọi người. Đó, xe này con này đẹp đấy. Con này là 25 là 45.900. Thấy 5.000 nhưng mà không biết đồng hồ nó thể hiện như vậy thôi. Tại ở đây thì cửa hàng này không bao giờ tua đồng hồ mọi người. Còn khi mà nhập xe nhiều lúc anh em lái á có tua hay không, chứ còn ít ở đây không bao giờ tua luôn. Gần như về cửa hàng là mình rửa rồi mình đem vô bán, thì anh em có xem những video thực tế của mình rồi. Rồi con R15V2 này biển số 78 này, 25 là 45.900 này, con này cũng siêu đẹp cho mọi người nha. Hãy coi Audio nó. Đó là những câu hỏi anh em, mà những câu hỏi mình sẽ quay kỹ hết. Con này đi 16.000. Đó. 16.000 nha mọi người. Biển số 78 R15V2 này 45.900. Còn con này rẻ hơn nè mọi người. Con này biển số 72 25 mà 37.900. 37.900 nha mọi người. 37.900. Rồi. Con bên này là R15V2 này biển số 68 25 là 46.900 này. 46.900 cho mọi người ha. 46.900 mình coi đi bao nhiêu ngàn. Con là đi 22.000 mọi người. 22.000. Đó, máy thì thầm cho mọi người á. 22.000 là 46.900. Rồi. Con này là R15V2 tiếp là biển số 63 25 là 44.900 này. Con này để mình coi thử nó đi bao nhiêu ngàn. Biển số 63 nha. Con này đi 19.000. Đó, 19.000 nha mọi người. 44.900. Rồi, R15V2 cuối cùng là biển số 72 25 là 41.900. 41.900. Con này 43.000. Đó, 41.900 là đi 43.000. Đó là câu hỏi của anh em về những cái dòng này. Với lại có anh em hỏi về con hỏi con màu đỏ đây. Mình thấy hôm qua anh Đăng có nhiều anh em hỏi này đi bao nhiêu ngàn này. Con này đi 31.000. Đó, nhưng mà xe cứng lắm nha mọi người. Hôm qua anh em có thấy mình đăng cái con này, anh em nói cập nhật kỹ một tí, con này đẹp lắm. Biển Sài Gòn. À, biển Sài Gòn. Đó là 23 luôn. Đó, 45.900. Thôi, nãy chưa em chưa báo giá cái gì, sẵn có anh hỏi luôn nè. À đấy, 41.900 nha mọi người. À, biển Sài Gòn. Con bên này đang rút hồ sơ cũng tương tự luôn á. Còn đấy cũng 41.900. Con này là đời nhiêu anh xong mới vậy? À, 20 hả? À, 29. Đó anh chị và các bạn để tôi biết này nhiêu anh? À, 51.900. 29 luôn. Đẹp nha mọi người. Tại để em coi. Con này đi có 4.000 à. 4.912 coi thôi. Đó, hàng chị rất mới. 51.900. Còn CB 150 nữa mới về nữa đúng không?
đó. À, 57.900. Em này mới về này mọi người. À, bản Yoshimura nha mọi người. Đó, lâu lâu cái bản này nó mới về. Ít khi mà bản này có lắm. Con này biển số 72. Đó. Con này anh nói là 579 anh. Đó, mới về. Rồi với lại con CB 150R. Con này biển số 72 á. Con này chưa rửa mọi người. Nhưng mà đẹp. Con này đi có 1630 coi thôi. Mới len keng. Con này giá nhiêu anh? 82.900. À, chưa rửa nha các bạn. Thì mới có 1000 mới à. Hàng 6. Mỗi con CBR trong kia giá nhiêu anh? 69 à. Ừ. 58 hả? Đó, vậy là cái con này là 58.900 nha mọi người. Tại vì phân khúc hồi nãy mình đó. Rồi, con này 58.900 thôi. Đó, anh em để ý giùm à, 58.900. CB đẹp son biển dạ. Dương. Con này nó chạy 20.000 cây. À, 20. 24.000. Đó, đẹp son. Rồi, thì mình vừa lướt qua cho quý anh chị và các bạn á, những dòng mới về với lại những câu hỏi mà anh em hay hỏi là những cái dòng nào á, mọi người cứ hỏi thì mọi người cứ comment bên dưới á, mình sẽ quay update lại cho anh em nha. Tại mình thấy mọi người hỏi rất là nhiều nên mình mới quay. Còn tiếp tục video này thì anh em hỏi dòng nào nữa mình cứ comment mạnh dưới đó, mình sẽ quay đúng cái dòng đó cho mọi người thôi. Ok, thì quý chị và các bạn nào mua thì mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương nha. Số điện thoại là 092770 và tôi quý 8 á, hoặc 0976741725. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn ở clip tiếp theo nha.